Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn, chuyện bất động sản ở phía nam của Sài Gòn. Ngày hôm nay Tường sẽ mang đến cho mọi người một căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Hương. Ở cái đây á, là thuộc thị trấn Nhà Bè. Một căn nhà rất là đẹp và mới vừa được hoàn thiện. Mọi người có thể xách vali vào và ở ngay. Bây giờ Tường sẽ cùng với mọi người tham quan và khám phá cái căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Hương này nhé. Phía trước mặt mọi người đó chính là mặt tiền đường Nguyễn Thị Hương, được chám nhựa rất là sạch sẽ. Cách đường Huỳnh Tấn Phát độ khoảng 5 cho đến 60 mét thôi mọi người, rất là gần. Và vị trí của căn nhà Tường giới thiệu với mọi người ở vị trí căn số 3. Căn nhà được thiết kế cũng như là xây dựng mới hoàn toàn, như một căn biệt thự vậy đó mọi người, rất là đẹp, biệt thự trắng. Ở phía bên ngoài thì Tường thấy có một lớp cửa sắt được cắt CNC với nhiều hoa văn, họa tiết rất là đẹp mắt. Và bây giờ Tường sẽ tiến vào khu vực bên trong. Ở phía bên ngoài thì Tường thấy có một cái khoảng sân để đậu xe hơi rất là rộng. Và ở phía bên trên đây là mọi người, một căn nhà rất là đẹp luôn, màu trắng. Và có rất là nhiều đèn để thắp sáng. Buổi tối thì rất là đẹp khi mà mở đèn lên. Ở phía bên trong thì chúng ta có một lớp cửa cuốn, kèm theo đó là một bộ cửa bằng kính để cách âm. Với cái khoảng sân mà ở phía trên thì Tường nghĩ sẽ là một cái bộ khung sắt để trồng lan thì sẽ rất là đẹp. Bây giờ Tường sẽ cùng với mọi người tiến vào khu vực ở phía bên trong của căn nhà. Và đây chính là khoảng khu vực phòng khách rất là rộng rãi, rất là đẹp mọi người ạ. Ở phía trên nó thì có một cái đèn chùm ở giữa sẽ tạo cho cái điểm nhấn cho căn nhà. Và xung quanh nó thì có rất là nhiều hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng, sẽ làm cho căn nhà mình thêm sáng và đẹp đẽ hơn. Khoảng phòng khách đó thì chúng ta có đầy đủ trang thiết bị gồm sofa nè. Ở phía trên nó thì cũng có máy lạnh nữa, tivi, kệ tivi, đồ đầy đủ hết. Và đặc biệt ở phía bên trong nhà, gia chủ có trồng một cái cây xanh để tạo cho cái khoảng xanh thêm cho căn nhà. Và tiến ra khu vực ở phía sau đó chính là khoảng phòng bếp, cũng rất là rộng. Ở phía trên này mọi người có thể quan sát thấy có một cái đèn chùm nữa ở giữa trung tâm sẽ tạo cho cái điểm nhấn cho cái căn nhà. Và ở khu vực bếp thì chúng ta có đầy đủ trang thiết bị luôn, gồm bộ bàn ăn 6 ghế với mặt bàn bằng đá rất là đẹp. Và có một chiếc tủ lạnh nè, cửa mở 4 cánh, rộng lắm. Và cái khoảng bếp thì cũng được sử dụng mặt màu trắng, rất là đẹp và sạch sẽ. Ở phía dưới thì chúng ta có bếp điện từ nè. Ở phía trên thì chúng ta có máy hút mùi và sử dụng tủ treo tường rất là đẹp, kèm theo tủ ở phía dưới để mình đựng đồ. Ở phía dưới đây thì đó chính là nơi đựng chén bát, rất là tiện nghi. Mọi người thấy rất là tiện luôn. Ở phía bên đây thì cũng tích hợp cái lò nướng nữa nè, và cái hũ gạo thì kế bên. Về cái bồn rửa chén bát thì rất là rộng, được sử dụng bồn đôi. Ở phía trên thì chúng ta có cái nơi để ướp chén, cũng rất là thuận tiện. Ở phía sau nhà đó chính là cái khoảng sân sau. Căn nhà mà có cái khoảng sân sau thì đặc biệt Tường rất là thích. Và nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở phía sau nhà luôn, rất là lịch sự, đẹp, và được ốp tường toàn bộ. Có cái vòi sen cũng rất là đã nữa. Trang thiết bị thì rất là cao cấp. Ở phía dưới cầu thang thì gia chủ có làm một cái kho nhỏ nè, rất là tiện lợi. Về cầu thang thì cũng được sử dụng cầu thang đúc hoàn toàn với tay nắm bằng gỗ. Và khuôn bảo vệ đó chính là sử dụng kính cường lực. Về cầu thang thì sử dụng cái nền gạch màu đen và ốp viền màu trắng, sẽ tạo cho cái căn nhà của mình thêm cái nổi bật. Tại vì sự trắng đen nó sẽ làm đẹp mắt hơn. Và vị trí lầu 1 theo Tường quan sát là hai bên có hai căn phòng. Thì Tường sẽ quẹo qua cái căn phòng đầu tiên ở phía bên trái. Với khung cửa thì sử dụng cửa gỗ rất là đẹp. Và đây chính là khoảng căn phòng đầu tiên, rất là dễ thương mọi người ạ. Đầy đủ trang thiết bị nội thất, tủ quần áo, giường, nệm, gói, chăn ga, rồi có đầy đủ hết. Đặc biệt là ở phía trên có máy lạnh. Trần thì cũng rất là cao nữa nè. Và ở phía bên trong phòng này, nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở phía bên trong. Có một cái đèn tròn rất là đẹp. Và đây là nhà vệ sinh ở phía bên trong, có dòi sen. Trang thiết bị sử dụng rất là cao cấp, tường thì cũng được ốp rất là cao, rất là sạch sẽ. Về nền gạch thì cũng được sử dụng gạch giả gỗ, nên rất là bền và đẹp mắt. Và vị trí của căn phòng thứ hai là ở phía bên ngoài. Cửa cũng được sử dụng cửa gỗ giống như là căn phòng đầu tiên Tường mới vừa vào. Và vị trí phòng vệ sinh đây là mọi người, rất là đẹp với trang thiết bị cao cấp và rộng nữa. Đặc biệt là phía bên trong có phòng tắm bằng kính và dòi sen rất là cao cấp và hiện đại. Đã lắm mọi người ạ. Ở phía bên ngoài đó chính là cái khu vực mà giường ngủ của chúng ta. Giường ngủ thì theo Tường thấy thì ngầu hơn là căn phòng đầu tiên. Và chúng ta có một cái tủ quần áo rất là lớn, kèm theo đó là giường ngủ, có nệm, có gói đầy đủ hết. Có máy lạnh ở phía trên nữa nè. Trần thì cũng rất là cao, ở chính giữa có một cái đèn trọng tâm rất là đẹp. Bây giờ mọi người hãy cùng với Tường tiến lên khu vực của vị trí lầu 2 nha. Ở phía giữa khi mà mình đi lên thì có một cái đèn cầu thang rất là đẹp nè. Và vị trí của lầu 2 thì Tường quan sát thì cũng giống như là vị trí của lầu đầu tiên, nhưng mà thiết kế ở phía bên trong Tường nghĩ sẽ khác. Và vị trí của căn phòng thứ ba, đúng không mọi người? Với cái tông màu là dành cho con trai, còn ở phía dưới là dành cho con gái. Rất là đẹp với một cái căn phòng như thế này. Đầy đủ trang thiết bị, có máy lạnh đồ đầy đủ. Ở phía sau đó chính là khu vực cửa sổ. Và nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở phía bên trong phòng luôn, nên rất là tiện. Có dòi sen đồ đầy đủ hết nè, rất là đẹp. Ốp tường sạch sẽ. Và vị trí của căn phòng thứ tư thì Tường cũng sẽ tiến ra bên ngoài luôn. Đây chính là khu vực căn phòng cuối cùng, với trang thiết bị rất là đẹp và cao cấp. Có phòng tắm bằng kính. Hai căn phòng ở phía bên ngoài ấy, có phòng tắm bằng kính đầy đủ hết. Và vị trí giường ngủ thì ở phía bên ngoài, y hệt như là căn phòng thứ hai. Một chiếc tủ rất là lớn, rất là to. Ở phía bên trong thì có một cái bức tranh nè. Ở phía dưới thì chúng ta có một cái đèn ngủ rất là đẹp. Ở trên trần thì cũng rất là cao. Ở phía giữa chúng ta có một cái đèn trung tâm của căn phòng. Có một lớp màn với cái tông màu vàng rất là đẹp. Và ở phía bên ngoài đó chính là khu vực ban công, rất là rộng để mình đi ra, mình ngắm mặt tiền, ngắm xe cộ chạy qua chạy lại. Còn một nơi nữa đó chính là khu vực sân thượng. Ở phía giữa nhà thì gia chủ có chừa một cái giếng trời nè, để lấy thêm cái ánh sáng cho cái căn nhà mình, mà ban ngày không cần phải mở đèn. Và vị trí sân thượng đây nè mọi người. Ở phía trước thì có khoảng sân trước, ở phía sau thì cũng có khoảng sân sau. Và đặc biệt ở giữa đó chính là khu vực của phòng thờ. Tường sẽ bước ra khu vực sân thượng ở phía trước trước nha. Chưa có mở cửa mà mọi người thấy gió rất là lớn luôn. Để Tường mở cái cánh cửa này ra cho mọi người xem. Rất là dễ thương. Đây, ở phía trên này thì được trang trí rất là đẹp. Có một cái ghế có thể đưa đẩy nữa nè. Và có một cái bàn để mình uống trà và trồng một số loại cây xanh. Khoảng cây xanh thì sẽ tạo cho cái căn nhà mình có thêm nhiều sinh khí. Và ở phía trước mặt tiền mà Tường đứng ở trên sân thượng nè mọi người, rất là rộng rãi và sạch sẽ. Ở ngoài kia hồi nãy Tường có chỉ mọi người đó chính là mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát, chạy vô rất là gần thôi. Khu này thuộc thị trấn Nhà Bè. Và ở phía trên đó chính là bồn nước 700 lít, kèm theo đó là năng lượng mặt trời 300 lít. Sử dụng tự nhiên hết nên rất là an toàn. và khu vực sân thượng ở phía sau. Đây nè mọi người, đó chính là khoảng khu vực sân thượng ở phía sau đã làm khung bảo vệ rất là chắc chắn và sử dụng đó chính là bằng inox nên không có bị rỉ sét, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Khu vực ở đây đó chính là cái khoảng giếng trời nè, sẽ lấy ánh sáng trực tiếp xuống tới dưới khu vực tầng trệt nhà vệ sinh. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ để máy giặt ở khu vực ở trong góc cùng này đã được thiết kế sẵn. Ống cấp cũng như là ống khóa, ổ điện đồ có đầy đủ, và cục nóng, máy lạnh thì chúng ta cũng để ở phía trên này nên cũng rất là thuận tiện. Và bây giờ thì Tường sẽ quay trở lại với căn nhà và nói về cái phần thông tin pháp lý, giá của căn nhà này để cho mọi người được biết nha. Với căn nhà nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thị Hương, mang ký hiệu đó chính là A17, và diện tích của căn nhà là chiều ngang 4m và chiều dài là 17m, rất là rộng. Ở phía trước chúng ta có một cái khoảng sân để xe hơi cũng như là xe máy, rất là thoải mái. Ở phía bên trong nhà thì có phòng khách nè, phòng bếp, kèm theo đó là 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có một cái phòng thờ ở phía bên trên sân thượng. Căn nhà này là full nội thất luôn, mọi người chỉ cần xách vali vào và có thể ở được ngay. Về mặt pháp lý thì là sổ hồng riêng và hoàn công đầy đủ hết nên mọi người yên tâm. Hướng của căn nhà đó chính là hướng Nam, rất là gió và mát nữa. Và giá của gia chủ muốn bán căn nhà này đó chính là 6 tỷ 700 triệu, vẫn còn thương lượng. Thì mọi người có cái nhu cầu đến đây xem thì xin liên hệ trực tiếp với Tường nha. Và mọi cái thông tin cũng như là thắc mắc gì nữa thì hãy gọi trực tiếp cho Tường. Về phần video thì Tường cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Tường, để cập nhật thêm những căn nhà phù hợp với mọi người khu vực Nam Sài Gòn này nữa nha. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.